chán nản thanh niên tống ba chạy ngược chiều lại còn ra vẻ biểu diễn bốc đầu xe đua với tử thần. Đoạn clip sau đây chia sẻ về cảnh nam thanh niên không chỉ bốc đầu xe máy tống ba mà còn liều lĩnh phóng xe chạy vun vút trên đường ngược chiều. Trong tình huống này, ba thanh niên đi xe máy thực sự đã khiến cư dân mạng hoảng hồn khi bốc đầu xe hẳn vào đường ngược chiều. Không chỉ vượt qua số người quy định, các chàng trai còn không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đi ngược chiều và chạy quá tốc độ. Đoạn clip sau khi đăng tải thu hút được rất nhiều bình luận, đa số đều bày tỏ sự bức xúc và cho rằng cần xử lý nghiêm với ba đối tượng đi xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông. Theo Nghị định 100 năm 2019 NĐ-CP, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 năm 2021 NĐ-CP quy định hành vi chở theo hai người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy hoặc đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy không cài quai đúng quy cách khi điều khiển, ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ. Với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng với các hành vi điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh. Còn bạn nghĩ sao về việc thể hiện bản thân của các chàng trai này? Chia sẻ ngay với chúng tôi bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nha. Tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.